Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 1 tháng 11. Ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết khu vực tỉnh khá mát mẻ, nhất là vào thời điểm sáng sớm và chiều tối. Mức nhiệt lúc này chỉ từ 24 đến 27 độ. Thời điểm trưa chiều, trời có nắng nên mức nhiệt tăng lên 30 đến 32 độ. Vài nơi nền nhiệt cao hơn 1 đến 2 độ. Chiều tối, một số nơi vẫn có mưa dông nhưng lượng mưa không đáng kể do tác động của rãnh áp thấp phía Bắc. Thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, ngày có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 11 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút, thấp nhất 160 cm xuất hiện lúc 15 giờ 30 phút.